again from IELTS Feder. Và các bạn ơi, ngày hôm nay cô Jenny nhận được một lời mời đến tham quan một trường đại học gọi là sang chảnh nhất, xịn sò bậc nhất Việt Nam. Ta-da! RMIT University. Và tài trợ cho lời mời hôm nay đó chính là... Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Tú Quỳnh. Và ngày hôm nay rất là vui vì được tham quan đại học RMIT. Đọc là RMIT có đúng không ta? RMIT, okay, please. RMIT là viết tắt của từ gì? The Royal Melbourne Institute of Technology, I guess. Okay. Rồi, vậy thì không nói nhiều nữa, chúng ta hãy cùng đi nào. Let's go around. Come on. Đây, mình đang đi qua Bill 1 á. Cái khu kia thấy học viên, học sinh nhiều, là khu gì nhỉ? Cái này gọi là student area. Ở đây trên này thấy không, có rất là nhiều sinh viên từ các quốc gia khác nhau luôn. Nè, có Hàn Quốc nè, Sri Lanka nè. Đó, bạn đó là chắc là người Pháp á. Có châu Âu luôn. Có luôn, đủ hết luôn, vô luôn. Ta-da! Here we go! We're here at the meeting room. Bây giờ chúng ta đang ở meeting room của Đại học RMIT. Các bạn biết không, để được quay ở trong phòng này á, là Jenny đã phải book trước phòng này cả một ngày trời mới được book phòng này để quay đó. So, as you can see here, students are permitted to book a maximum of 2 hours per group or per week. Là sinh viên chỉ được book tối đa là 2 tiếng đồng hồ thôi. Mà phòng này cũng hay còn được gọi là self study room nữa Jenny. Phòng này thường là các nhóm sinh viên sẽ vào đây để làm các assignment nhóm với nhau. Mà nhớ là phải book trên Google Calendar trước mới có phòng đó nha. Đây là đâu Tú Quỳnh? Đây là thư viện của trường á Jenny. Có phải là đặc sản của RMIT luôn không? Chính xác luôn. Thư viện này tên tiếng Anh nè, Vinland Library and Learning Commons. Yeah.
Ở đây hình như là hầu hết là sách tiếng Anh hả? Đúng rồi, 100% là sách tiếng Anh luôn. Có tất cả các chuyên ngành mà còn có sách IELTS nữa. Okay. Vậy đi vào trong xem được không? Sure. Đi mệt quá Tú Quỳnh ơi, có chỗ nào nghỉ ngơi không? Ừ, anh đang có sleeping room nè, không có vô nằm nghỉ trước nha. Ủa, sleeping room? Yes, có luôn hả? Sleeping room over there and trong đó là có rất là nhiều beanbag thì các bạn có thể nằm nghỉ trưa. Ok, let's see. Mọi người ơi, nãy giờ mình vừa đi qua cái sleeping room hay còn gọi là snooze space đúng yes, không? Snooze thì space là nơi mọi người nghỉ ngơi nên mình không có nói to được. Thì trong tiếng Anh mình chia sẻ với các bạn một từ đó là để nói người khác nói nhỏ lại. Thì đối các bạn biết đó là cụm gì? Đối với mình biết để muốn người khác nói nhỏ lại thì mình sẽ nói gì? Be quiet. Be quiet là kiểu im lặng luôn, đúng không? Còn nếu như mà muốn nói nhỏ thôi, nhẹ nói khẽ thì mình sẽ nói là keep it down. Keep it down. Yeah. For example, please keep it down, guys. I'm sleeping over here. Thì đó là một từ vựng khá là hay. Ủa, khu này là hình như canteen đúng không? Ừ, đúng rồi, khu này canteen của trường này. Canteen tiếng Anh là canteen luôn. Yes, đúng không? Canteen. Yeah. Vậy thì canteen ở MIT có gì khác so với những trường khác? Trên này thấy này có nhiều brand lắm nè. Nè, Noodle, Global Cafe, Asian Corners, Singapore là Xiao Ban. Wow. Mà trên này đói không? Hay là cũng vào hơi đói. Ừ, vậy thôi mình đi vào nạp lại năng lượng nha. Ừ. À, nạp lại năng lượng, trên này có một từ tiếng Anh rất là hay, đó chính là recharge our batteries. Yeah. Vậy thì mình sẽ có một cụm là recharge one's batteries, tức là mình nạp lại năng lượng. Đi vô. Okay, let's go. Wow, ở đây có khu gọi là chơi bóng rổ ngoài trời nữa. Đúng hả? Đúng rồi, có khu bóng rổ ngoài trời và còn trong kia còn có sport hall còn to hơn nữa cơ. Wow, đi coi coi. Okay. Cái này là sân bóng rổ riêng của trường luôn á. Ừ đúng rồi, mọi người sẽ chơi bóng rổ trong đây. Mà ngoài ra thì còn có những cái khác như là yoga, kendo, gym, dancing club, và có football, field and tennis court. À, sáng giờ đi mệt không? Mệt lắm luôn rồi đó. Cảm ơn Tú Quỳnh hôm nay dắt Jenny đi nha. À, các bạn ơi, hiện tại là chúng mình đang di chuyển đến một địa điểm cuối cùng của RMIT mà mình muốn tham quan, đó chính là sân bóng đá, football field. Mọi người ở đây siêu đã luôn. Wow, mát quá. Ừ. Cái khu này á, football field là thường là buổi chiều là mọi người sẽ đến đây đá banh giống như vậy nè. Hoặc là khi mà có những cái hội thao á là người ta sẽ tổ chức ở đây. Cái này nhìn nha. Đâu? Chỗ khán đài kia là mấy lúc mà hội thao là kín chỗ hết luôn. Wow, cầu vũ hả? Đúng rồi, cầu vũ á. Đông kín luôn. Mọi người ơi, video này mình nghĩ là hôm nay cũng đủ dài rồi. Và hy vọng là các bạn thích video ngày hôm nay. Và nếu như các bạn thích video này thì đừng quên like, share và subscribe kênh của IELTS Fighter nhé. Yeah, và thank you so much for watching and goodbye. Bye.